đơn vị của trường rất háo hức, về kể cả học sinh và các em giáo viên trong trường cũng rất háo hức về cái việc mà đoàn rất nhiệt tình ra đây thăm xã đảo là một và kết nối cái hành trình từ trái tim đến với mọi người. Cái mùa này là sóng gió rất là lớn, cho nên mà cái hành trình từ trái tim đến với biển đảo thì chúng tôi thấy cái tình cảm của tất cả các bạn ở tập đoàn cà phê Trung Nguyên đến với cán bộ chiến sĩ nơi vùng biển đảo. Tấm lòng anh em chúng tôi rất là cảm động cái cuộc hành trình của các bạn để đến đây và để thăm và động viên tất cả anh em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo xa. Chương trình có thể nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái giá trị rất là nhân văn, đưa cái truyền cái cảm hứng về khởi nghiệp cũng như là các cái kiến thức cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là người dân ở xã đảo